Dạ, trước hết thì cho em gửi lời cảm ơn đến anh. Em xin lỗi tại vì em bị cộng quá nên em... thay mặt, xin được phép thay mặt 30 chị ở đây là xin được gửi lời cảm ơn đến những câu hỏi rất là sâu sắc của anh. Bởi vì điều đó thì anh rất là quan tâm đến chương trình và yêu thương chương trình để mà có những cái thắc mắc như vậy. Hồi nãy thì thực ra trên đây bọn em nghe bị âm thanh nó hơi bị không rõ, nhưng em có nghe lắng thái là anh có thắc mắc về cái drama, những cái tin đồn về sự mâu thuẫn hoặc là sự không hòa thuận của các chị đẹp với nhau. Cụ thể ở đây là em và chị Thiên Hà. Chắc chắn tất
ty mình đã có một suất trong thành đoàn. Vậy thì công ty nghĩ sao nếu mà mình được thành đoàn thì cũng bị đói, mà không được thành đoàn cũng bị đói thì không biết nghĩ sao ạ? Dạ, nếu mà nghe câu đó thì em buồn. Em bị buồn là vì mọi người chưa, có thể là chưa công nhận được khả năng của em trong suốt 21 năm làm nghề. Nên em sẽ hơi buồn và hơi tủi thân. Nếu mà trả lời một cách thật sự thì lẽ là như vậy. Còn nếu mà trả lời một cách khác thì thực ra em đến với chương trình với tư cách là người chơi ạ, chứ không phải đến chương trình với tư cách là chân danh bất kỳ một ai cả. Những câu hỏi liên quan đến nhà tài trợ hay là những gì em sẽ được phép là nhà sản xuất sẽ trả lời. Còn em chỉ đến đây với tư cách là người chơi, mà có chơi thì có chịu, thua thì chấp nhận, thắng thì chúc mừng nhau ạ. Cái chiến duy nhất của em là không sân si nơi tình cảm.
nhưng tụi em sẽ chiến thắng bằng nghệ thuật. Cái đó mới là cái điều mà tiết mục phải hay, khi mà tụi em bằng chiến bằng nghề, bằng cá tính, bằng sự kết hợp, bằng sự đoàn kết, bằng ý tưởng sân khấu vẫn chiến nhau bình thường, không thương lượng, không thương lượng để có những tiết mục độc đáo nhất, tuyệt vời nhất. Nghệ thuật phải khác biệt và khác nhau, không thể yêu thương từ những sân khấu mà lên từ sân khấu nhưng mà vẫn khóc với nhau. Mỗi khi tiết mục hoàn thành vẫn thương yêu nhau, tất cả hiểu nhau nhưng mà vẫn sẽ không hiểu nhau, vẫn giấu nhau, vẫn giấu nhau, giấu nghề, giấu đồ. Đó, cái chiến duy nhất của tụi em là không sân si lên tình cảm, nhưng tụi em sẽ chiến bằng nghệ thuật. Cái đó mới là cái điều mà tiết mục phải hay, khi mà tụi em bằng chiến bằng nghề, bằng cá tính, bằng sự kết hợp, bằng sự đoàn kết, bằng ý tưởng sân khấu vẫn chiến nhau bình thường, không thương lượng, không thương lượng để có những tiết mục độc đáo nhất, tuyệt vời nhất. Nghệ thuật phải khác biệt và khác nhau, không thể yêu thương từ những sân khấu mà lên từ sân khấu nhưng mà vẫn khóc với nhau. Mỗi khi tiết mục hoàn thành vẫn thương yêu nhau. Nhưng mà lỡ như không được thành đoàn thì cũng sẽ bị nói, vậy thì Tóc Tiên có ý kiến gì hay không?